Điểm đặc biệt nhất ở chiếc nồi cơm này của Travel là có tích hợp chế độ Eco Mode giúp tiết kiệm khoảng 20% chi phí điện năng so với thông thường. Xin chào các bạn, trong video này Điện Máy Xanh sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích về chiếc nồi cơm cao tầng Travel Rise Master Max RK819868 1.8L. Nồi cơm này của Travel khoác lên mình gam màu đen chủ đạo, khéo léo điểm nhấn lại bằng một đường viền bạc ở giữa, mang lại vẻ đẹp hiện đại và sang trọng cho không gian bếp của gia đình bạn. Nút nhấn mở nắp của nồi được thiết kế ngay ở giữa thân nên rất tiện thao tác. Nắp nồi bên trong được thiết kế dạng tổ ong, dễ dàng tháo rời và vệ sinh sau khi sử dụng. Lòng nồi được thiết kế mô phỏng theo dạng nồi niêu 6 lớp dày 3mm, mang đến cảm giác cầm nặng tay, giúp bảo toàn nhiệt và chất lượng cơm trong thời gian dài. Đặc biệt, với lớp phủ chống dính ceramic cho khả năng chống bám dính tốt và giúp người dùng dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng. Bên trong lòng nồi còn có các ghi chú tiếng Việt theo từng loại nguyên liệu với các vạch đo dung tích rõ nét, dễ quan sát và canh đo ngay cả với người lớn tuổi trong gia đình. Nồi cơm này của Travel có dung tích 1.8 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình có đông thành viên. Góp phần tạo nên điểm nhấn nổi bật cho chiếc nồi cơm này của Travel chính là ứng dụng công nghệ nấu cơm cao tầng kết hợp cùng công nghệ nhiệt 3D Max. Thiết kế làm nóng ở đáy, thân và nắp nồi, giúp nhiệt độ được phân bổ đồng đều và tối ưu hóa quá trình nấu. Điều này không chỉ giúp cơm chín đều mà còn hạn chế tối đa lượng nước từ nắp chảy xuống cơm và thành nồi, giữ cho cơm luôn được thơm ngon và không bị nhão kể cả sau khi giữ ấm 24 tiếng. Bảng điều khiển của Travel RK819868 được thiết kế trực diện ngay phía trên, giúp bạn dễ dàng quan sát và điều chỉnh mà không cần phải khom người hay cúi xuống. Với các nút nhấn cảm ứng hiện đại, màn hình hiển thị rõ nét, đi cùng ngôn ngữ hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất dễ sử dụng và tiếp cận ngay cả những người không rành đồ công nghệ hay người lớn tuổi trong gia đình. Bảng điều khiển của nồi được trang bị 14 chương trình nấu giúp bạn chế biến đa dạng món ăn để làm mới thực đơn hàng ngày cho gia đình. Bên trái bảng điều khiển sẽ là các lựa chọn nấu theo nhiều loại gạo, tùy vào từng chương trình mà bạn có thể tùy chỉnh được thời gian hẹn giờ và lựa chọn kết cấu của cơm từ mềm đến cứng theo 5 cấp độ khác nhau. Bên phải bảng điều khiển sẽ là các lựa chọn nấu theo chức năng, cũng tùy vào từng chương trình mà bạn còn có thể tùy chỉnh được thời gian hẹn giờ, thời gian nấu và cả nhiệt độ của món ăn theo nhu cầu. Ngoài ra, Travel RK819868 còn có khả năng hẹn giờ và giữ ấm lên đến 24 tiếng mà vẫn đảm bảo chất lượng cơm. Điều này cực kỳ hữu ích cho những gia đình có lịch trình bận rộn, giúp bạn luôn có cơm nóng và thơm ngon sẵn sàng cho bữa ăn. Nồi cơm này còn có tích hợp chế độ Eco Mode, giúp tiết kiệm 20% năng lượng so với nấu cơm thông thường. Cụ thể, nếu giả sử giá điện hiện tại là 3.500 đồng một ký, thì khi sử dụng nồi để nấu cơm ở chế độ Eco Mode sẽ tốn khoảng 539 đồng, trong khi sử dụng ở chế độ nấu cơm thông thường bạn sẽ tốn khoảng 570 đồng. Với công nghệ nấu tiên tiến, đa dạng chức năng và thiết kế sang trọng, Travel RK819868 3D Max 1.8 lít là một lựa chọn lý tưởng cho các gia đình hiện đại có đông thành viên, góp phần mang đến những bữa cơm thơm ngon và tiết kiệm thời gian. Ở thời điểm đầu tháng 11 năm 2024, mẫu nồi cơm này đang có giá bán là 2.990.000 đồng. Ngoài ra, các bạn còn có thể tham khảo thêm các sản phẩm khác đang được kinh doanh tại Điện Máy Xanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Máy Xanh để xem thêm nhiều sản phẩm khác nữa nhé.